Nhật ký 416. Khi bức hình được trưng bày, tôi nhìn thấy tay Chúa Giêsu chuyển động như đang làm một dấu thánh giá lớn. Vào buổi tối cùng ngày, khi đi ngủ, tôi nhìn thấy bức hình khắp thành phố và thành phố được bao phủ bằng một thứ gì giống như chiếc mạng lưới. Khi Chúa Giêsu hiện ra, Người cắt đứt tất cả những chiếc mạng lưới và sau cùng làm một dấu thánh giá lớn rồi biến đi. Tôi thấy mình bị vây quanh giữa đông đảo những hình thù gớm ghiếc đang điên hận căm hờn. Từ môi miệng chúng thốt ra những lời đe loi đủ thứ, nhưng không chạm được đến tôi. Một lúc sau, cảnh tượng này biến mất, nhưng mãi một lúc lâu, tôi không sao ngủ được. Nhật ký 417. Ngày 26 tháng 4, thứ 6, khi đang ở Ostra Brahma để tham dự nghi thức bức hình được bày kính, tôi đã được nghe bài giảng của cha giải tội, cha Sopoko. Bài giảng nói về lòng thương xót Chúa. Đó là điều trước tiên Chúa Giêsu đã yêu cầu từ rất lâu. Khi cha bắt đầu nói về lòng thương xót bao la của Chúa, bức hình trở nên rất sống động và chiếu rải những luồng sáng xuyên thấu trái tim của những người có mặt ở đó. Nhưng không phải mọi người đều được như nhau. Một số được nhiều hơn, một số được ít hơn. Niềm vui sướng chứa chan tràn ngập linh hồn tôi khi nhìn thấy ơn Chúa. Khi ấy, tôi được nghe những lời này: Con là chứng nhân của lòng thương xót cha. Con sẽ đứng trước ngai tòa của cha mãi mãi như một chứng nhân sống động cho lòng thương xót của cha. Nhật ký 418. Khi bài giảng kết thúc, tôi không đợi đến hết nghi thức, nhưng vội vã trở về nhà dòng. Khi tôi mới đi được vài bước, thì một đám quỷ đông nghịt hiện ra chặn đường. Chúng dùng những cực hình kinh khủng đe dọa, và tôi có thể nghe được những lời chúng bàn luận. Nó đã giật hết những gì chúng mình đã vất vả suốt bao nhiêu năm. Khi tôi hỏi chúng: Chúng mày ở đâu ra mà đông đảo thế? Những hình thù gớm ghiếc đáp lại: Từ tâm hồn người ta. Thôi, đừng làm khổ tụi tao nữa. Nhật ký 419. Nhìn thấy sự căm hờn gớm ghê của chúng quỷ, tôi liền xin thiên thần bản mệnh trợ giúp. Và tức thì, thiên thần bản mệnh trong dáng vẻ sáng láng, rạng ngời, hiện đến nói với tôi: Hỡi hiền thê của Thiên Chúa, đừng sợ hãi. Nếu không được phép của Chúa, bọn quỷ thần này không thể làm hại chị đâu. Tức thì, các quỷ dữ biến đi và thiên thần bản mệnh tín trung đồng hành với tôi một cách hữu hình đi thẳng về nhà dòng. Dung mạo của Ngài thật khiêm nhu và an bình, với một ngọn lửa lấp lánh trên trán. Ôi Chúa Giêsu, con muốn được vất vả, tàn tạ và đau khổ suốt cả đời con, để đáp lại giây phút con đã được nhìn thấy vinh quang của Chúa và để mưu ích cho các linh hồn. Nhật ký 420. Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 1935. Chủ nhật sau lễ Phục sinh, tức là ngày lễ kính lòng thương xót Chúa, trùng với ngày bế mạc năm thánh cứu độ. Khi chúng tôi đi tham dự các nghi thức,
lòng tôi rộn ràng sướng vui vì hai sự kiện trọng đại được liên kết chặt chẽ với nhau. Tôi xin Chúa rủ lòng thương xót linh hồn các tội nhân. Gần cuối buổi lễ, khi linh mục ban phép lành thánh thể cho mọi người, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu giống như trong bức hình. Chúa chúc lành và những ánh sáng của Người lan tỏa khắp thế giới. Bỗng tôi nhìn thấy một vầng sáng bất khả thấu, có hình một vương tòa pha lê, được đan kết từ những đợt sóng rực rỡ mà các thụ tạo lẫn các thần thiêng không thể đến gần. Có ba cánh cửa dẫn đến vương tòa rực rỡ ấy. Lúc đó, Chúa Giêsu giống như được vẽ trong bức hình, tiến vào vương tòa huy hoàng ấy qua cánh cửa thứ hai để vào trong nhất thể. Đó là tam vị nhất thể tối thượng, vô cùng. Tôi nghe được lời này. Đại lễ này xuất phát từ lòng thương xót sâu thẳm của Cha và được xác định trong những chiều kích sâu rộng của tình thương Cha. Mọi linh hồn tin tưởng tín thác vào lòng thương xót Cha sẽ nhận được điều ấy. Tôi thỏa thuê niềm vui sướng vì lòng nhân lành và cao trọng vô cùng của Thiên Chúa.